Thằng bạn cô nương muốn bái ta làm sư phụ, mà ta chỉ chịu nhận mỗi mình cô gái này, bởi vì ta đã kích hoạt hệ thống thu nhận đồ đệ, có thể nhìn rõ thuộc tính của từng người. Sư phụ, đây thật sự là sơn môn của thiên hạ đệ nhất tiên tông chúng ta sao? Ngươi còn nhỏ. Ta cố tình giấu thôi, con hiểu rồi. Sư phụ, thật ra bên trong có phải là động tiên gì đó không? Sau này đừng có đọc mấy quyển truyện tranh của đám người thường kia nữa, dễ bị thiểu năng lắm. Sư phụ, tu tiên không phải như vậy đâu, tu tiên chính là như vậy đấy. Trong chuyện không phải như vậy. Ngươi cũng biết là chuyện rồi còn gì, chỉ cần tu thành tiên thì đó chính là tu tiên giỏi rồi. Lại đây dập đầu bái sư đi, bây giờ cũng không còn đường lui nữa rồi. Về nhà sẽ bị cha gả cho tên ngốc nhà bác Vương mất, vào chùa nào thì vào. Sư phụ ở trên, đồ nhi là Lâm Nhất Nhất xin được bái ngài làm thầy. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, chiêu mộ đồ đệ thành công, nhận được vô hạn kim đan, nhận được bí kíp võ công, bí kíp tu tiên thủy tâm kinh. Vật phẩm đã được gửi vào túi đồ, cùng với việc nhiệm vụ hoàn thành, một viên kim đan dần dần ngưng tụ trong đan điền. Sư phụ, người vui quá vì đã nhận được một đệ tử đáng yêu như con, nên lỡ để lộ ra một chút tu vi thôi. Được rồi, con đứng dậy đi. Vậy những người khác đâu à? Là Huyền Vũ Quốc đệ nhất tông môn, chắc hẳn sư phụ đã thu nhận được rất nhiều đệ tử phải không à? Họ đâu rồi à? Sư phụ đi theo con đường tinh anh, chỉ nhận những hạt giống tốt, không bao giờ thu nhận đồ bỏ đi, cho nên chỉ có mỗi mình con. Sư phụ, người đừng có lừa con. Thôi được rồi, con cứ tu luyện quyển này đi, tu luyện xong con sẽ biết sư phụ có lừa con hay không. Thủy Tâm Kinh, bí kíp thượng thừa nào lại gọi là Thủy Tâm Kinh? Bìa sách mò tịt thế này, chẳng lẽ nội dung bên trong cũng lung tung bay hết cả lên? Sư phụ, hay là đổi quyển khác đi à? Đây chính là buổi tối thích hợp nhất cho con đấy. Lâm Nhất Nhất nằm trên tấm ván gỗ lạnh ngắt, cảm thấy cả người khó chịu. Sư phụ ơi, cửa miếu hỏng rồi, gió lùa vào lạnh quá. Ta đã bảo rồi, quyển bí kíp đó gọi là Thủy Tâm Kinh. Cứ mạnh dạn mà tu luyện đi, tu luyện được 3-4 tầng gì đó là sẽ không thấy lạnh nữa. Sư phụ, lời sư phụ nói thật sự rất khó tin quá. Lâm Nhất Nhất nghiến răng đứng dậy, cầm lấy Thủy Tâm Kinh, là trang đầu tiên, bản Thủy Linh Chân Kinh này. Bí kíp này là tuyệt học độc môn của Thủy Linh Chân Quân cảnh giới chân tiên. Ta chính là tiên nhân ư? Bản Nộ Thao Chân Kinh này, cái ông Thủy Linh Chân Quân viết sách gì mà như nước lạ thế? Bản ghế ngồi ta đây đã sửa lại cho bá đạo hôn rồi nhé. Mọi người cứ yên tâm tu luyện, hóa ra còn có đại năng ân cần sửa đổi cho nữa. Lâm Nhất Nhất nhanh chóng lướt qua trang đầu. Trời ơi, đây là bí kíp tu tiên đã qua 17 lần chỉnh sửa rồi sao? Bản Bắc Hải Đế Quân này, đừng có mà sửa nữa, vừa ga mờ vừa thích lo chuyện bao đồng. Ta luyện suy chút nữa thì tàu hỏa nhập ma. Phiên bản Tinh Vũ này là phiên bản cuối cùng rồi, không có độc đâu, cứ yên tâm tu luyện đi. Nhắc lại lần nữa, đừng có sửa nữa. Sư phụ ơi, con tàu hỏa nhập ma rồi, ngươi còn kịp cứu con không? Yên tâm tu luyện đi. Sẽ không tàu hỏa nhập ma đâu. Sư phụ còn hại con hay sao? Sau đó, Lâm Nhất Nhất bắt đầu tu luyện theo bí kíp. Vừa tu luyện, quả nhiên cảm thấy khác biệt hẳn. Lâm Nhất Nhất đã đột phá đến luyện khí tầng 2. Tu vi đạt 100%, còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Không cần lo lắng bị con bé này vượt mặt nữa rồi, mình sẽ mãi mãi hơn nó một cảnh giới kim đan. Sư phụ, sư phụ, Thủy Tâm Kinh của nhiên là bí kíp thượng thừa. Đương nhiên rồi, sư phụ sao có thể lừa con được. Nhưng mà sư phụ ơi, con kẹt ở luyện khí tầng 9 lâu lắm rồi. Con thấy trong chuyện tranh người ta khi bị kẹt cảnh giới, không phải đều có linh đan diệu dược gì đó giúp đột phá sao? Chu Tinh Thần suy nghĩ một chút, ở cái nơi khí hậu có gái này, cảnh giới kim đan chắc cũng được gọi là lão tổ nhỉ. Trước kia không dám làm, giờ chưa chắc đã không thể làm. Đi thôi, ta dẫn con đến vườn thuốc Thiên Âm hái ít linh chi cho con ăn chơi. Sư phụ, vườn thuốc này có phải hơi bị hẻo lánh quá không? Linh mạch nào mà chả vậy, ta canh cửa cho con vào trong lấy đi, thấy gì ứng mắt thì hốt hết về. Vườn thuốc nhà mình mà, không cần khách sáo đâu. Sư phụ, người đang lừa con phải không? Nhỏ tiếng chút chứ, đừng làm mấy người đẹp đang ngủ bên trong thức giấc. Nhanh lên, thấy gì hốt nấy. Bước vào vườn thuốc, Lâm Nhất Nhất căng thẳng chẳng kịp nhìn xem là cái gì. Tống đại cây linh chi gần nhất nhổ cả gốc, cũng mặc kệ nó có tác dụng gì, lại càng không quan tâm cách hái có đúng hay không, cứ thế nhanh chóng lùa tất cả vào bao tải. Sư phụ, chạy mau. Sư phụ, chúng ta không bị tóm chứ? Yên tâm, ta đã tính trước hết rồi, an toàn tuyệt đối. Sư phụ, người biết luyện đan không? Chuyện nhỏ, sư phụ cân tất. Nhưng mà sư phụ ơi, lo luyện đan đâu à? Dùng tặng cái này cũng được, chỉ là hiệu quả hơi bị kém một tí thôi. Há miệng ra nào, đồ nhi ngoan. Sư phụ, người chắc chắn cái này ăn được chứ? Mau há miệng ra, ăn xong thì đi tu luyện đi. Nghe vậy, Lâm Nhất Nhất bất đắc dĩ há miệng, nuốt viên thuốc xanh lẻ vào bụng. Linh khí trong cơ thể lập tức cuồn cuộn tuôn trào. Đại đồ đệ Lâm Nhất Nhất đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Phát động 3.000 thanh nhược thủy kiếm. Phát động nhiệm vụ chính thức, thu nhận 2 đồ đệ đủ tiêu chuẩn. Tìm đâu ra đồ đệ bây giờ? Sư phụ, con đột phá đến trúc cơ kỳ rồi. Đây là thần thông đấy, là át chủ bài của tu sĩ, phải luyện tập cho tốt. 3.000 thanh nhược thủy kiếm, rảnh rỗi luyện tập nhiều vào, ta xuống núi tìm cho con một đứa sư đệ. Hàng vạn cô nương muốn bái ta làm sư phụ, nhưng ta lại nhìn về phía anh chàng đẹp trai đằng xa, bởi vì ta có thể nhìn thấy thuộc tính của mọi người. Ta trọng sinh rồi sao? Thanh Phong Tông, đời này ta nhất định phải khiến các ngươi trả giá. Nói xong, Lệ Hình Thiên rời khỏi chỗ đó. Hắn nhớ kiếp trước trong một ngôi miếu hoang ở rừng cây, có một tảng đá, bên trong có chứa một miếng ngọc cổ ngàn năm, chỉ cần hấp thu và luyện hóa là có thể lột xác. Sao lại có người đến đây trước rồi? Nữ nhân này rõ ràng không phải tu luyện kiếm pháp bình thường, mà là thần thông. Chẳng lẽ là đệ tử nòng cốt của một trong những tiên môn đỉnh cấp ở Trung Châu, đi ra ngoài lịch lãm hay sao? Quả nhiên phải đến đúng thời điểm mới có được cơ duyên. Mình đến sớm quá rồi. Ngươi là ai phải đến? Là thượng thư của Huyền Vũ Quốc, hay là Thái Thanh Tông phát hiện ra tung tích của chúng ta? Ta không phải,
ta không quen những người ngươi nói. Vậy ngươi đến đây làm gì? Chắc chắn là tông môn của chúng ta đã nổi tiếng khắp nơi. Vị thiếu niên tài tuấn này nhất định là đến gia nhập tông môn của chúng ta, phải không? Xin hỏi vị tiền bối này, tông môn nào ạ? Thiên đạo minh. Thiên đạo minh, dám lấy thiên đạo đặt tên cho mình. Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi, không cố ý quấy rầy. Chu Tinh Thần vội vàng giơ tay cắt ngang lời Lệ Hình Thiên, ánh mắt hơi nheo lại, dường như nhận ra điều gì đó. Trên người ngươi có mùi vị của nhân quả, đây là... Tên này có thể nhìn thấu nhân quả. Hắn ta tu vi gì vậy? Hóa thần hay là độ kiếp? Chẳng lẽ cũng là vì miếng ngọc cổ mà đến? Tiểu tử, trên người ngươi mang nhân quả rất lớn, không biết là tốt hay xấu. Thời gian là dòng nước lũ, muốn bơi ngược dòng, không phải tan xương nát thịt thì cũng là vang danh thiên hạ. Bất kể là tan xương nát thịt hay vang danh thiên hạ, kiếp này ta đã hiểu rõ mình nên làm gì. Tu tiên vốn dĩ là nghịch thiên. Coi như ngươi có duyên với ta, có nguyện bái nhập môn hạ của ta không? Lệ Hình Thiên nghe vậy khẽ sững người, nhìn Chu Tinh Thần với vẻ khó tin. Muốn nói lại thôi, Chu Tinh Thần tất nhiên nhìn ra sự do dự của hắn. Ngươi xem thường thiên hạ quá rồi đấy. Thứ ngươi cho là trí bảo, trong mắt chúng ta cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Ngươi cứ vào trong lấy cơ duyên của ngươi đi. Bí mật trong lòng Lệ Hình Thiên bị vạch trần trong nháy mắt. Hắn nhìn Chu Tinh Thần, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đa tạ tiền bối lượng thứ, chỉ là vãn bối không quen bị ràng buộc, mong rằng... Nói xong, Lệ Hình Thiên bước vào ngôi miếu, lát sau đã đi ra. Đa tạ tiền bối, cúi đầu cảm tạ. Lệ Hình Thiên vội vàng rời đi với miếng ngọc cổ ngàn năm. Lệ Hình Thiên có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến thị trấn gần nhất. Bây giờ, chắc chắn mình đã bị tông môn liệt vào danh sách truy nã rồi. Phải nhanh chóng luyện hóa miếng ngọc cổ. Tên nhóc, có phải ngươi là kẻ bị truy nã không? Lệ Hình Thiên, tu vi luyện khí tầng 3, một tên luyện khí tầng 4. Tên sư huynh dẫn đầu tu vi luyện khí tầng 5, ta phải ra tay trước. Phản bội tông môn, lại còn tấn công đệ tử tông môn, theo quy định của Thanh Phong Tông, phải thiêu sống. Có lẽ vị tiền bối kia đã nhắc nhở mình rồi, muốn thay đổi lịch sử là phải trả giá. Câu nói thu nhận mình làm đồ đệ, có lẽ chỉ là muốn cứu mình một mạng. Ta không cam tâm, dừng tay. Đây là thần thông, phải khắc dấu ấn vào giây phút tiếp theo. Ta vậy mà không nhìn thấu tu vi của hắn. Vị đạo hữu này, ta cũng không muốn y thế hiếp người, nhưng người này có chút cơ duyên với ta, có thể tha cho hắn một mạng không? Ta có thể bồi thường. Hãy nể mặt ta mà tha cho hắn. Thanh Phong Tông chúng ta ra ngoài chẳng còn chút uy tín nào nữa rồi. Tha cho ngươi, từ ngày ta vào Thanh Phong Tông làm đệ tử ngoại môn, các ngươi có ai coi ta là đệ tử đâu? Năm đó những đệ tử được tuyển vào cùng đợt với ta, tổng cộng 17 người, chỉ còn mỗi mình ta sống sót. Kẻ phản bội còn dám ở đây bịa đặt. Thanh Phong Tông chúng ta, hóa ra lại là một tên yếu đuối. Bây giờ võ lực hơn người, lập trường cũng vững chắc, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Bây giờ thì lão già ngươi, hoặc là ngậm mồm cút xéo về cho ta, hoặc là hôm nay ta sẽ vặn đầu ngươi ra đá bóng. Hai vị đạo hữu, đừng đánh nhau nữa. Hai vị tiền bối, có chuyện gì mà không thể bình tĩnh giải quyết? Nhất thiết phải động thủ sao? Hơn nữa đây là thị trấn của người thường, may quá có người đến giải vây, không thì hôm nay mình tiêu đời ở đây mất. Đã có vị tiên sinh này lên tiếng rồi, vậy thì Thanh Phong Tông ta sẽ nhảy mặt ngươi một lần. Chu Tinh Thần không nói nhiều, chỉ đưa tay túm lấy Lệ Hình Thiên đang nằm bẹp dưới đất, rồi hóa thành một luồng ánh sáng đỏ rời đi. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, sao vẫn chưa chịu bái ta làm sư phụ? Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một lại. Nhận đồ đệ thành công, phát động công pháp mà cốt luyện thể thần quyết, thưởng trận pháp tụ linh. Tất cả phần thưởng đã được cho vào túi quà. Ta có một quyển công pháp ở đây, ngươi có thể dùng để tu luyện. Cảm ơn sư phụ. Buổi tối, Lâm Nhất Nhất thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lệ Hình Thiên, liền dùng tư thế người từng trải an ủi sư đệ. Công pháp tu tiên mà, bị sửa nhiều lần là chuyện bình thường, có chút mơ hồ cũng là chuyện thường tình. Cứ yên tâm mà luyện tập đi. Sư tỷ, chẳng lẽ thiên đạo mình chúng ta là tà phái sao? Tà tu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta tu luyện đều là chính đạo tâm pháp cả, lấy đâu ra tà tu? Vậy quyển sách này không phải tà công sao? Sư phụ, trên sách nói lúc tu luyện phải rót 1000 tên huyết thạch, phân thay thi thể, rồi luyện lại xương cốt. Huyết thạch đầu nhất thiết phải là người. Chẳng phải trong rừng cây cách đây 10 dặm có rất nhiều yêu thú chưa khai linh trí hay sao? Sư đệ, kiếp trước chắc ngươi gặp nhiều kỳ ngộ nhỉ? Cũng có chút ít. Vậy gần đây có bí cảnh nào không? Hoặc là thiên tài địa bảo gì đó cũng được. Bí cảnh gần đây á? Đều bị các tông môn lớn nhỏ dọn sạch sẽ rồi. Còn kỳ ngộ á? Hoàn toàn không có chỗ nào kiếm được linh thạch cả. Sư phụ, dưới hết linh thạch rồi sao? Định xây dựng trận pháp tụ linh hà, thiếu linh thạch, mua một ít nguyên liệu. Nếu sư phụ tin ta, thì có thể đến bãi khoáng sản của Thanh Phong Tông kiếm lời đấy. Bên trong chỉ có một tên kim đan trấn giữ thôi. Chu Tinh Thần không vội vàng đồng ý, chỉ nhìn Lệ Hình Thiên một cái. Ta hoàn toàn không có ý định báo thù riêng đâu. Đừng quên lần này chúng ta không phải vì linh thạch, mà là vì báo thù cho ngươi, thuận tiện thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho những người bị Thanh Phong Tông hãm hại. Sư phụ đi thăm dò trước, xem tình hình cụ thể thế nào đã. Hai đứa ngoan ngoãn ở nhà tu luyện cho ta. Đây là phù dịch chuyển ngàn dặm, nếu gặp chuyện thì đừng nghe sư tỷ con nói gì cả, kéo nó chạy là được. Nhớ dùng cả hai lá đấy, không cần lo. Trên đó có đánh dấu vị trí dịch chuyển của sư phụ, sư phụ sẽ cảm nhận được. Ta sẽ đến tìm các con.